trừ khi là cái chỗ mấy anh chị mình không có gắn mối thôi. Nếu mà có chỗ mà mấy anh chị mình có gắn mối rồi, mấy anh chị mình đặt ở đâu cũng dính hết. Mấy anh chị luyện đại nó cũng dính nữa, mấy anh chị cầm gì đây nó không dám vô thôi, mấy chị liệt xuống là dính nữa. Ôi, chào cả nhà nha. Trên tay em thì đang cầm một cái lồng bẫy gắn mối, một cửa vào, lồng mồi thì ở bên trong nha cả nhà, có cửa sau luôn. Thì trong lồng bẫy thì được em bỏ vô đâu mấy con gián này, mấy con gián này hôm qua em test nó còn mấy con nè, thì hôm nay em sang qua cái bẫy này em test cho cả nhà mình xem. Thì cũng có một số anh em á, có một số anh em á thì hỏi mình á là đặt như thế nào, cách thức đặt như thế nào, đặt chỗ nào mới hiệu quả. Thì đây thì em cũng trả lời cho một số bình luận của anh em luôn ha. Thì cách thức đặt thì nó cực kỳ đơn giản thôi. Đó thì hôm nay cái video này á, em cũng xin trả lời bình luận cho mấy anh mà vô comment hỏi em là cách thức để đặt sao, đặt thế nào cho nó hiệu quả. Thì đặt thì nó cực kỳ đơn giản thôi. Hôm nay em sẽ nói sơ lược qua và em sẽ thực hành em đặt đặt cái bẫy này cho tất cả các anh chị mình xem luôn ha. Đó thì lý do là em không có bỏ mồi vô trong cái lồng là tại vì cái con gián này nè, con gián này ha nó lớn quá, nó lớn quá, bỏ ở đây thì nó chật. Thôi để em test thử cho mấy anh chị mình xem thôi. Chứ cái lồng mồi này thì để mình bỏ con dế, con dế vô á nó không có chui ra được á, với lại con gắn mối vàng nó không ăn được cái con dế của mình á. Cái này em test cho mấy anh chị mình xem sơ qua thôi. Em để ba con gián à, với lại hôm nay mấy ngày này ngày Tết á, em không có đi mua dế được á, mấy anh chị mình cũng thông cảm ha. Tối này em bắt được mấy con dế này, hôm qua em bắt được mấy con đó, em test test hôm qua rồi, hôm nay còn được ba con nè. Rồi hôm nay em sẽ test để trả lời bình luận cho mấy anh chị mình đã hỏi em trong mấy video kỳ trước nha. Cái nói về cách thức đặt thì nó đặt nó cực kỳ đơn giản, đặt cái kiểu gì nó cũng dính nếu mà cái chỗ mà mấy anh chị mình có gắn mối á. Nên đây nè, đây là cái đường đi nè ha, đường đi nè, đây là sàn nước nè. Đó em đặt ở dưới sàn nước cái đây nè, đó đặt dưới đó, đó. Để được cái sự tin tưởng của mấy anh chị mình dành cho em á, thì toàn bộ những cái đoạn video của em đều là cận cảnh hình ảnh cho nó thực tế, cho mấy anh chị mình xem cho nó chính xác hơn ha. Chứ nhiều khi sợ anh chị mình á nói là mình cắt ghép hình ảnh không được thực tế. Đó là đây là những cái đoạn video thực tế em quay cận cảnh cho mấy anh chị mình xem. Đó, không có chỉnh sửa cũng không cắt ghép. Để mấy anh chị mình có mua hàng bên em thì cũng yên tâm hơn ha. Hoàn toàn là thực tế nghe mấy anh chị. Đó, để chứng minh điều này thì em cận cảnh cho mấy anh chị mình xem. Hình ảnh nó rất là thực tế luôn. Đó, mấy anh chị thấy ha. Không chỉnh sửa cũng không cắt ghép nghe mấy anh chị. Hoàn toàn thực tế cho mấy anh chị mình xem luôn ha. Đây mấy anh chị ha, cực kỳ là nhạy luôn á đó. Trừ khi là cái chỗ mấy anh chị mình không có gắn mối thôi. Nếu mà có chỗ mà mấy anh chị mình có gắn mối rồi, mấy anh chị mình đặt ở đâu cũng dính hết, đặt thế nào nó cũng dính hết chứ, đặt cái kiểu gì nó cũng dính hết chứ. Nó rất là dễ đặt luôn, đặt cái kiểu gì nó cũng dính hết chứ. Đó cái chỗ mà mấy anh chị mình có gắn mối nhiều ha, mấy anh chị luyện đại nó cũng dính nữa. Mấy anh chị cầm gì đây nó không dám vô thôi, mấy chị liệt xuống là dính, có gắn mối bảo đảm với mấy anh chị luôn. Ở cái mẫu này thì một cửa vào nha, lọc mồi trong có cửa sau luôn nha mấy anh chị. Đây con gắn mối này em thả ra luôn nè, đó em test cho mấy anh chị xem thôi chứ em thả ra nè.
chỉ cần mở cửa này ra là thả thôi đó, anh chị thấy không? Đó, ok luôn á mấy anh chị. Rồi mấy anh chị mình thích cái mẫu bẫy này, muốn mua cái mẫu bẫy này thì vào cái phần mô tả video của em á thì có số điện thoại của em trong đó thì mấy anh chị đặt hàng thì mấy chị alo cho em ha, hoặc là mấy chị nhắn tin gửi tin nhắn cho em ha, là em sẽ gọi lại cho mấy anh chị. Đó, giá cả thì mấy anh chị cứ vào đó mấy anh chị alo cho em đi rồi em sẽ tư vấn và em cho giá cho mấy anh chị luôn nha. Để công bố cái giá lên trên cái video thì nói chung thì nó cũng khó lòng lắm. Mấy anh chị mình cũng thông cảm nha. Em không có công bố lên cái giá lên trên cái video, mấy anh chị mình cũng thông cảm cho em chỗ đó ha. Một cửa vào, lòng ngoài trong. Có cửa sau. Mấy anh chị ha, lưới thì mạ chì chống sét luôn ha. Có lòng đựng mồi này mấy anh chị đặt vế nhỏ mấy anh chị khỏi lo luôn, vế mà mua chợ về là mấy anh chị khỏi lo luôn. Đặc biệt cái là không hao mồi nha, bỏ mồi ở đây là con gắn mó nó vô nó không ăn mồi được á. Đó, không có hao mồi luôn nha mấy anh chị. Rồi, video em cũng xin phép kết thúc ở đây luôn. Cảm ơn mấy anh chị mình dành chút thời gian ra để theo dõi đoạn video của em nha. Bye bye.